Sau một cuộc cãi vã với chồng, phụ nữ thông minh sẽ biết cách làm ba điều dưới đây, giải quyết tình thế rất tốt. Nhiều cuộc hôn nhân dạn nứt chỉ vì những màn cãi vã giữa hai vợ chồng. Nếu rơi vào tình thế đó chúng ta nên làm thế nào đây? Với cuộc sống hôn nhân, đôi khi chẳng cần suy xét kỹ càng ai đúng ai sai bởi suy cho cùng giữ được hôn nhân hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Trong một cuộc cãi vã, nhiều người chọn cách tranh luận vô lý, số khác nghĩ đến việc nhượng bộ và một số người bỏ đi mặc kệ, khiến cho tình thế chưa được giải quyết dứt khoát. Vấn đề khó xử bậc nhất trong tranh chấp là nên làm thế nào sau khi cãi vã. Cũng vì chẳng ai chịu xuống nước khiến cho tình thế hài nên không quay về được như ban đầu. Sau một cuộc cãi vã tranh chấp, phụ nữ thông minh sẽ có những hành vi sau để giải quyết vấn đề gọn gàng hơn. Ngày 1, suy nghĩ xem liệu lý do cho màn cãi vã có hợp lý. Nhìn chung, phụ nữ thường nhẹ nhàng, dịu dàng và không dễ nóng giận như đàn ông. Tuy nhiên, với những va chạm trong cuộc sống hôn nhân, không ai có thể đảm bảo rằng cả đời họ sẽ không cãi vã phụ nữ thông minh biết cách tìm hiểu để tháo gỡ vấn đề sau khi cãi nhau với chồng họ sẽ suy nghĩ xem lý do về cuộc cãi và có thật sự đúng đắn kể cả khi suy nghĩ xong xuôi biết được chuyện bé xé ra to họ hoàn toàn có thể chủ động làm hòa mà không vướng phải định kiến phụ nữ không bao giờ xuống nước với hôn nhân đừng bao giờ mặc định trách nhiệm của ai phải làm gì phải như thế nào ai cũng phải góp phần giúp cuộc hôn nhân của mình bền chặt hạnh phúc bởi thế đừng bao giờ khư khư một quan điểm cũ kỹ để dối chính tay khiến chuyện hôn nhân đi vào ngõ cụt hai, biết tạo bước đệm cho chồng trong việc làm lành, cao tay hơn cả chuyện phụ nữ tự mình chủ động xuống nước, xin lỗi là việc họ hoàn toàn có thể giúp chồng mình có bậc thang leo xuống. trong thâm tâm của phụ nữ, họ biết rõ mình và chồng là một gia đình, đã là người một nhà thì làm sao có chuyện thù giận, tranh cãi lâu dài để ảnh hưởng đến sự bền chặt của mối quan hệ. bởi vậy, kể cả khi người chồng đã gây ra lỗi lầm, người vợ muốn tha thứ, giải quyết tình hình hiện tại hoàn toàn có thể tạo bước đệm để anh ấy có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Nhiều phụ nữ rất nóng nảy, biết bản thân không sai lại càng chẳng bao giờ cúi đầu. Họ bất chấp việc mối quan hệ có thể bị ảnh hưởng ra sao, kiên quyết kiêu ngạo, không nhân nhượng, đôi khi không chấp nhận lời xin lỗi khiến cho mối quan hệ hai bên rơi vào bế tắc. Như vậy thật sự không nên, càng làm căng thẳng thì chỉ càng đẩy chồng đi xa hơn mà thôi. Ngày ba, hãy nghĩ đến điều vui vẻ với chồng mình. Nhiều cặp đôi sau một cuộc cãi vã đã rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, không ai muốn lùi xuống một bước, không ai muốn tha thứ cho đối phương tình huống đó nếu tồn tại lâu dài thì khoảng cách giữa hai bên sẽ cả ngày trở nên xa xôi hơn tình cảm cũng vì vậy mà phai nhạt hôn nhân trở nên lạnh ngắt thì ngày tan vỡ cũng chẳng còn xa xôi mấy bởi vậy đàn bà thông minh sau khi cãi nhau sẽ biết cách cân bằng bản thân mình họ nhớ lại những điều hạnh phúc những kỷ niệm vui cả hai đã có với nhau bằng cách ấy có thể so sánh với hiện tại để thấy rõ hai vợ chồng đã từng hạnh phúc thế nào trong quá khứ tại sao lại không tiếp tục cùng hưởng hạnh phúc đó mà lại đẩy mối quan hệ đến tình trạng như bây giờ đó cũng là một bước chuyển biến trong tâm lý giúp cả hai có thể làm hỏa nhanh chóng hơn điều tốt đẹp của một người sẽ giúp chúng ta cân bằng được cảm giác tồi tệ do người đó mang đến nó rất thích hợp để áp dụng sau một cuộc cãi vã nói chung một người phụ nữ khôn khéo thông minh sẽ có cách để giúp tình thế bế tắc sau khi tranh cãi với chồng họ không vì sĩ diện hay sự ngại ngùng mà kéo dài khoảng cách giữa anh ấy gây tổn hại đến cuộc hôn nhân của cả hai nên nhớ rằng đích đến cuối cùng của tất cả mọi chuyện trong mối quan hệ của cả hai cũng chỉ vì khiến cho hôn nhân hạnh phúc bởi thế đừng bao giờ vì một cuộc cãi vã mà đánh mất đi điều đó